đàn ông bao nhiêu tuổi là sung mãn nhất? Thời kỳ đỉnh cao là từ 20 đến 30 tuổi. Thời kỳ này nồng độ testosterone cao nên là nam giới luôn có năng lượng tràn đầy. Cơ thể khỏe mạnh và dẻo dai, ham muốn hơn trong chuyện yêu cũng ở mức đỉnh điểm. Tuy nhiên thời còn trẻ thì có ham muốn cao nhưng mà chưa nhiều kinh nghiệm nên nhiều khi lâm trận không đạt được cảm giác thăng hoa thật sự, dễ bị ra sớm. Chưa kể là cái tâm lý sợ mang thai ngoài ý muốn và các bệnh lây truyền qua đường giao lưu. Thời kỳ ổn định là từ 30 đến 40 tuổi. Ở giai đoạn này thì nam giới tuy không còn sung mãn như trước, nhưng mà khả năng về kiểm soát ổn định hơn. Họ không chú trọng tới số lượng mà quan tâm đến chất lượng cuộc yêu, cũng như biết cách làm chủ cuộc yêu và mang lại những cái cảm xúc thăng hoa và hòa hợp cho cả hai người. Tuy nhiên là do công việc, do sự nghiệp, bia rượu và tuổi tác nên cái giai đoạn này phong độ của nam giới sẽ bị đi xuống, suy giảm testosterone khiến cho cậu nhỏ không còn được sức khỏe như thời còn trẻ. Nếu như mà các anh đang gặp tình trạng khó cứng, nhanh ra thì có thể gọi theo số hotline hoặc nhắn tin trực tiếp cho em Phương thì em Phương sẽ chia sẻ bí kíp cải thiện nhé.